Vâng, xin chào các bạn đang sống và làm việc tại Japan. Hôm nay mình đăng video thì với mục đích là hướng dẫn mọi người cách làm giảm thuế thu nhập cá nhân và xin lại hoàn lại thuế và giảm thuế thu nhập cá nhân. Thì vừa rồi thì là mình có đi làm và trong vòng 2 tuần nhé. 2 tuần mình đã lấy lại được một man, đây là một man mấy, một man 9 và một tờ này nữa là man 7, tổng vào hơn 3 man. Thì cái thủ tục mà làm giảm thuế này thì rất chi đơn giản. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ là khó và cũng lằng ngoằng nên là mình không biết. Thế là những năm 2019 và 2020, 2021 là mình có gửi tiền vào Việt Nam nhưng mà mình không biết cách làm giảm thuế, không biết xin lại cái tiền thuế dân mình đã đóng, thuế mình đã đóng ấy, thì là mình không biết. Bây giờ mình biết thì thực ra nó cũng rất chi là đơn giản. Thì hôm nay qua video này mình muốn chỉ mọi người cách mà tự làm và có thể tự lấy lại tiền, với điều kiện là những cái năm trước như là năm nay là năm số 4 thì năm thứ ba hoặc năm thứ hai, năm thứ một các bạn mà cũng có chuyển tiền về Việt Nam nhưng mà do một số cái điều kiện gì đó mà các bạn chưa làm được giảm thuế được, chưa xin lại thuế giảm thuế được thì là các bạn nên làm theo mình. Làm lại hôm nay mình sẽ hướng dẫn online cách đăng ký xin giảm thuế bằng online. Thì các bạn làm thủ tục từ A đến Z xong rồi các bạn nộp lên Universal là các bạn sẽ trong vòng có tầm 2 tuần thôi là các bạn có thể lấy được tiền. Mình cũng giật trẻ mình là mình làm có mỗi 2 tuần thôi mà mình lên mình làm, mình làm hết hồ sơ thứ từ A đến Z đấy. Thì có đúng có 2 tuần là tiền nó gửi vào tài khoản bắn bom là thế là có tiền luôn. Hôm nay mình thông qua video này thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn cách làm cụ thể từ A đến Z. Thì các bạn hãy vào xem video của mình và mình sẽ hướng dẫn từ A đến Z luôn. Nhưng mà với điều kiện là cái trước tiên là mình phải có ba ba cái là điều kiện là cái những năm trước ấy, là một số bạn là thường là cuối năm ấy thì là công ty sẽ làm cái lên mặt chữ Choce là tình tiền điều chỉnh thuế cuối năm, thường là công ty làm cho. Nhưng mà vì một số điều kiện nào đó thì các bạn chưa làm được, chưa xin được giấy chuyển tiền hoặc là chưa xin được cái hộ khẩu hoặc là chứng minh thư bạn các bạn chưa dịch được chưa kịp thì là công ty không làm cho được. Thì là bây giờ các bạn xin lại được, các bạn có thể làm hồ sơ theo cách mình hướng dẫn là các bạn phải xin được những năm về trước, có nghĩa là cách 3 4 năm là thoải mái đều có thể làm được đó, 3 4 năm nhé, chứ không phải là có nghĩa 1 năm đâu nhé. Trước năm nay là 3 4 năm đều có thể lấy lại tiền hết và lấy được bao nhiêu là tùy cho các bạn, là gửi được bao nhiêu người, gửi những người phụ thuộc ấy, các bạn gửi được bao nhiêu người, gửi tiền về cho bao nhiêu người thì gửi càng nhiều người các bạn có thể lấy hết được, có phải về không. Như của mình đây là 4 7 4 7 nhưng mình cái thời điểm đấy là cái năm qua một này thì mình có gửi được mỗi một người cho mẹ mình thôi, cho mẹ mình, đâm ra là mình lấy lại được công an 9 thôi, không được lấy được hết cả 4 7. Nhưng mà nếu các bạn mà gửi 2 3 người ấy, thì các bạn có thể lấy lại được hết số tiền là gen xe cho xe này là lấy hết lại luôn. Nhưng đây do mình gửi có mỗi một người thôi. Thế nhưng mà qua video này mình cũng có thể mong là một số bạn mà những năm trước các bạn quên chưa làm được ấy, nghĩ là tiền ấy mất nhưng không mất được, các bạn lấy lại được hết, có gửi tiền về là lấy được. Bây giờ mình sẽ làm video cho các bạn xem và trước khi xem video các bạn nên cho mình xin một cái đăng ký like, và nếu mà bạn nào cái video này rất chi là bổ ích cho các bạn mà chưa làm bao giờ ấy, thì các bạn có thể nó like và share cho mọi người xem. Mọi người ai mà chưa làm thì cũng có thể các bạn comment xuống phía dưới của cái kênh YouTube của mình ấy, thì mình có thể hướng dẫn cụ thể hoặc mình có thể làm hộ. Đây mình cũng đang đang mình làm mình thu tiền, mình đã lấy được tiền rồi nhưng mà có một chị gái ở công ty cái năm ngoái các chị chưa làm được kịp kịp làm thì trong tài khoản của chị cho cái tiền mà sót lại trong cái chỗ mà Genshin cho CEO dây các cái cự dây các cự này thì là nó còn tầm 6 man cơ, nhiều lắm. Thế là chị nhờ mình làm cho thì hôm nay mình cũng làm luôn video luôn và tiện, và trong quá trình làm video mình cũng hướng dẫn mọi người luôn.
Đấy, thì mọi người xem video nhé. Let's go. Thì vừa rồi mình cũng đã nói qua rồi đấy. Thì bây giờ trực tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký hoàn thuế thu nhập cá nhân và giảm thuế thị dân trên máy tính và in ra rồi thì các bạn gửi lên cục thuế để các bạn nhận tiền, hoàn lại tiền. Các bạn sẽ làm theo các bước của mình nhé. Đầu tiên thì là đây, các bạn vào Google đánh chữ gõ chữ e-tax, xong rồi các bạn chọn vào Kokuze Koshi and Denshi trên Koku. Tại dòng này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Đây, chờ một tí nó sẽ hiện ra. Đây, hiện cái những báo hôm bự bây giờ như này. Đấy thì các bạn không quan tâm là bên ngoài bên trong như nào, các bạn điền vào chọn vào mình cái dòng Kojin Nokata này nhé, Kojin Nokata, kéo xuống dưới và chọn vào dòng màu xanh này nhé, kéo xuống dưới chọn màu xanh là Nintesin Koku Sora Sudan này. Đấy, chọn vào đây. Tiếp theo thì các bạn chọn vào dòng Sakusei cho mình nhé. Trong khu vực này bạn chọn vào dòng in sát chữ CT, T xích chữ, nghĩa là nó nôm na nghĩa là các bạn điền các thông tin vào và in ra giấy rồi gửi cho sở thuế. Đấy, những năm trước đấy. Và đây mình chọn vào đây. Cái mục này thì nó nói về điều kiện Windows rồi các file gì mình quan tâm nhé. Các bạn chọn vào dòng đôi đi. Đấy. Thì nếu các bạn nào làm năm trước, năm thứ ba ấy, qua thứ ba thì các bạn chọn vào số Tokuze, nhưng mà mình thì mình làm năm trước đấy là năm thứ hai Sowa ni đấy nhá, các bạn Sowa ni thì mình cũng chọn vào số Tokuze cũng Olaji thôi, cũng giống nhau thì chọn vào đây. Nên đây là mình nói sơ qua là các bạn có thể lấy vào năm 1 hoặc năm 30, năm 29 đều lấy được nhá. Lấy cách năm hiện tại là 4 năm, tức tức là à 5 năm, tức là năm nay là năm dây qua 4 thì các bạn lấy được 5 3 2 1 và 30 và 29 là được 5 năm nhé, được 5 năm liền. Nếu mà các bạn nào mà những cái năm trước các bạn gửi có tiền, gửi tiền về mà xem bảng lương lại thì có cái Genshin Cho Shuyo đấy, thì các bạn chỉ cần bảo ở nhà gửi cái chứng minh thư dịch nó sang tiếng Nhật hoặc là cái hộ khẩu cũng được dịch sang Nhật, là các bạn cầm cái giấy tờ này, các bạn nào như mình cầm lên gửi lên sở thuế Somuze là các bạn xin được lại tiền thuế thị dân năm trước mình đóng nhé. Bây giờ mình sẽ làm tiếp này, chọn vào số thuế Tokuze. Hôm nay các bạn chưa ghi hết sự sư mự ok nha. Ở đây thì nó bắt các bạn điền ngày tháng năm sinh. Số qua của mình là 59 cũng được, nhưng mà thôi, nhưng mà cái này nó nhiều người không nhớ được và cái tính của nó lý Nhật cũng quên rồi. Đấy, thôi các bạn cứ chọn vào ngày dương đi. Đấy. Đấy, của mình ghi rõ năm tháng là cho nó dễ hơn. Đấy, ok, tiếp theo ok. À, ở đây thì nó có cái xin quốc cự nai nhô này thì nó ghi này, cái này thì là cái dòng này ấy, thì nó nói là bạn có khoản thu nhập nào ngoài lương không, nó hôm nay như thế thì các bạn tôi không có là tôi chọn lâu, các bạn còn các bạn có thì các bạn chọn hay. À, cái này thì là bạn có cầm có một cái tờ Genshin Cho Se Cho Siêu không, thì đây các bạn của tôi có các phải có tờ đấy rồi thì mới xin được hoàn thế được các bạn hay. Nên nó hỏi là cái trong công việc của cái công ty của bạn, cái công ty của bạn ấy đã làm cho bạn cái lên mà chị Cho Se chưa, thì đầu năm ngoái những năm đấy là công ty cũ của mình nó cũng làm cho mình, thì mình chọn S đã làm rồi, đã xong rồi. Đây là khấu trừ về về đây video này,
Để nói chung là về cái bệnh bệnh rồi các thứ, rồi thì khấu trừ về tiền nhà, cả khấu trừ các khoản phí khác. Nhưng mà các mục này thì các bạn nếu có các bạn điền vào đấy, các chi phí này, khấu trừ về các chi phí này, thì mình phải khởi nâu đấy. Trong cái mục dưới này thì nó hỏi mình là cái gì đây, nó hỏi mình là có thông báo, có cái thông báo gửi đóng bắt lục thuế của sở thuế không. Nâu là cái chắc rồi đấy. Các bạn nhé. Tiếp theo là vẫn là chưa cái nâu, chưa ấy, chưa xong mũi này. Cái mục này thì nó rất chia nhiều các cái mục khác nhau. Các bạn cứ để ý cho mình cái Kyushu Tohoku này. Đây, cái mục này mình cần điền nhá. Quan trọng cái mục này là cái mục kiếm tiền mọi nhà mới lại như được sửa được. Nếu mà nhân viên công ty ấy, thì nó sẽ kế toán ấy, nó sẽ up cái file sale của mình lên ấy. Nó sẽ ấn một hay rồi nó up cái file sale lên rồi ok cho mình luôn. Đây là anh em ta là dùng tay chân nên là anh em ta chọn là mục thứ hai nhá. Đây, như được chỗ này. Đây. Đây thì nó có hướng dẫn rất cụ thể. Số 1 là cái mục Genshin ấy. À, mục mục này, mục Sierra. Một mục hai đây lên sen đây, cái mục 3 là hai cư xã là cái người phụ thuộc kết hôn rồi đấy, cái mục sau này. Cái bảng của mình thì nó ghi đâu xem nào. Bây giờ mình sẽ điền thông tin vào xem ở đây nó ghi rõ ràng nhé các bạn. 1 2 3 các bạn cứ ấn cái so cái bảng lên sen cho siêu bạn, các bạn phang vào cho mình là 100% là ok. Em mình điền của mình vào 2 3 8 3 làm cẩn thận nhé, đừng có nhầm số là người đấy. 3 ok. Còn cái dòng này của mình là ổ được có một đây 1 7 5 0 0 0 0 1 7 5 0 0 ok. Thì cái mục 3 này, mục 3 này nó bạn đã cưới vợ chưa, có vợ con chưa, có vợ chưa, kết hôn chưa ấy. Cái mục kết hôn này thì là mục 3 ấy, thì là có thì nó sẽ khấu trừ cho 38 man này. À đi, mình kết hôn rồi. Còn tiếp theo là cái mục này nữa. Mục này là cũng liên quan đến cái này của mình nhỉ. Số 4 này là mình không có này. Số 4 này mình ấn lâu này. Cái số 4 này của mình là số 3 là mình có, số 4 của mình là mình không điền. Mình chỉ đến một số 5 thôi, số 4 đường là si. Cái bảng gen C nên mà chỉ có C ấy, nó điền thông tin rồi ấy, thì là mình cứ tham vào thôi. Mục này mình có con dưới 16 tuổi nên mình phải gọi điền là AD. Đó. Còn mục số 6 này, mục số 6 này. Mục số 6 thì nó nằm ở dưới đây. Đây là cái tiền bảo hiểm mình đóng. Bóng là sẽ là bao nhiêu? Ba sáu chín này, 382, 382 chín ok. Xong rồi cái bảo hiểm đây là khấu trừ bảo hiểm nhân mạng tính mạng, cái này mình không đăng, mình không đăng ký, và nó có thì ấn có vào nhá. Nó cũng giảm tiền nhiều phết đấy, trước mình cũng chơi 125 đấy nhưng mà thấy nó tốn tốn nên mà tính xác định về nước đâu là mình cũng hủy không chơi nữa, là mình cứ đa si. Cái này nó khấu trừ về bảo hiểm về động đất các thứ ấy. Đa si nốt, mình không biết khi chơi đâu mà. Đấy, khấu trừ về tiền vay nhà ở, mua nhà cũng đa si nốt. Còn cái này thì cũng là si nốt, cái này mình ít khi dùng. Cái này về đây, những cái người khuyết tật các thứ ấy. Sống một mình độc thân này. Mình cũng là si nhá. Cái này mục này mình không có, nó không ghi gì luôn. Xem này. Cái này là cái công ty mà nó chi trả cái tiền tiền này cho mình ấy, thì là mình phải điền công ty vào.
Một địa chỉ công ty nhá, mục này là một địa chỉ công ty nhá. À, địa chỉ công ty mình điền địa chỉ công ty vào đây. Công ty của mình nó nằm ở Osaka, bự cả Osaka Phương. Tiếp còn cái này nó là cái là gì nhỉ? Công ty này là công ty của Toyo Nakashima cả. Đây là cái tên của công ty, là chỗ này là phần địa chỉ công ty nhá. Các bạn điền vào cái mục này nhớ nhá, trở lại cho mình nhá. À, nó có số sẵn rồi, sẵn sẵn ở trên hình, các bạn cứ đo cái hình như nào mà va tham vào thôi nhá. Tiếp theo này các bạn ấn vào new cửa này nhưng mà cái này giờ đây nó sẽ ra cái mục như này. Giờ kiểm tra lại phát không nhầm này thì ấn cảm này 2383793. Cái này là 17C tiền cả đấy. Tiếp theo các bạn ấn vào chữ ghi, nó xuất hiện cái bảng này, các bạn đóng sim mới được. Đây là các bạn lấy vợ rồi ấy, các bạn lấy vợ rồi thì các bạn điền thông tin của vợ, bảng có tên và vợ vào đây. Nếu mà chưa không có thì các bạn lấy nhá. Của mình người Myanmar, mình điền là Jima, năm sinh như nào, 1986, 1986, năm sau. Thì cái thời điểm đấy là vợ mình đang không ở đây, không ở Nhật, nước ngoài, ở bên Myanmar. Nếu mà ở nước ngoài ấy, thì các bạn điền vào dòng này nhé. Thì cái lúc mà lên trên chỗ C thì các bạn có điền thông tin vào không thì tôi điền rồi thì tôi ấn vào, còn nếu các bạn chưa điền vào ấy, thì các bạn ấn ý ấy. Nhớ nhá, cái chỗ này là quan trọng phết này, nó không trừ tiền cho mình đấy. Đây mình điền rồi nên tôi mới ấn vào hay đấy. Ok thì các bạn thu nhập cái tiền thu nhập của vợ mình ấy. Mình
Kèm thu nhập của vợ mình. Cái này sẽ là bao nhiêu mà các bạn cứ ghi vào tầm khoảng 15 man đi. Thì các bạn nhé. Rồi. Rồi, ok. Vì dòng dưới không cần thiết, cái này chỉ thu nhập tầng trên thôi. Còn những cái dưới là những cái mà nó như không liên quan đến cái mục đấy các bạn. Như mỗi hoài của này nhá. Một lách. Các bạn này, của mình thì đấy chính đây là chỉ cái mục mà mình kiếm tiền này, mình được tiền này. Đấy, mục này là mục được tiền này. À, các bạn ấn vào mình sẽ khai báo thêm mẹ mình. Cái thời điểm năm dây qua hai đấy thì là của vợ mấy con mình thì vẫn ở nước ngoài nhưng mà vẫn về nước chơi ấy, đẻ sinh đẻ ở nước Myanmar thì với mình vẫn có gửi tiền cho mẹ mình và có giấy chuyển tiền. Nhưng mà cái lưu ý là cái chuyển tiền này là một là Dcom, hai là một công ty đi nào đấy mà nó có giấy chuyển tiền đàng hoàng thôi nhé, giấy chứng nhận chuyển tiền đàng hoàng thôi nhé, đó thì mới nhận được tiền. Thì cái này chính là đây chính là cái chỗ này mà chúng ta cần lấy được tiền này. À, bây giờ chúng ta điền thêm, tôi sẽ điền thêm mẹ tôi vào. Rồi, quan hệ của mình đây là mẹ. Mà mình không nhớ ngày tháng thì thôi mình để trống. Thì cái mục này mẹ mình ở Việt Nam nên là chắc là mình tích vào nước ngoài rồi. Và mình chưa khai báo vào nên mà chỉ cho C nhá, mình chưa khai báo. Khai báo rồi thì nó không tính. Đó. À, mình tin vào dòng cuối cùng. Nhưng mà các bạn thêm người phụ dưỡng nữa, giả sử như là mẹ với cả mình có gửi tiền cho mẹ mình và mình gửi thêm cả thêm một cái chị gái mình nữa thì mình tích thêm một người nữa, là tích vào đây thêm một người nữa. Đó. Còn đây là mình chỉ có gửi cho mỗi nhà mình không ấy, mỗi nhà mình, mẹ mình không thôi. Thì mình điền tích như thế thôi, mình tích là mẹ mình ở nước ngoài rồi thì nên mà chị cho C năm đấy là mình không điền vào nhé. Nếu mà có phải nằm vào đây nhé và ok đấy. Thì nếu mà các bạn có bố mẹ rồi nhưng mà các bạn cũng gửi thêm cả bố nữa, gửi cho chị gái hoặc gửi cho một người nào đấy nữa thì các bạn cứ thêm nó, thêm càng nhiều tốt, lấy được hết tiền. Nên mình chỉ có một người thôi nên là mình đây thì mình thêm mẹ của mình 38 mang vào đây. Đấy. 6 tuổi tầm lần tiếp theo. Thì cái mục này các xong rồi đấy thì mình là coi như là xong rồi đấy, thêm người là ok rồi đấy. Bây giờ các bạn ấn vào studio, tiếp tục ấn vào studio tiếp, kéo giờ ấn studio tiếp, ấn studio tiếp và phát ấy. Thế nào mình được đây chính là cái đoạn này là có tiền này hả. Của mình đấy còn sót lại một man bảy c 500 tiền đây. Đoạn này là mình có tiền à. Đây diện dòng này lên là mình đã lấy được hết toàn bộ một man rưỡi. Cái ZWA 2 đấy là mình đóng một man rưỡi, mình có sót lại một man rưỡi đấy. Nên sen cho studio ấy, kinh các cửa là kinh các cửa của mình đấy là còn man rưỡi này mình lấy được hết, lấy hết luôn man rưỡi nhá. Đấy, ngọt xịt chưa. Bây giờ mình sẽ tiếp theo là mình làm xem gì, tiếp theo là cứ ấn lách thôi đấy. Thế đây thì cái chỗ mà phần mình điền thêm cái chỗ mà người phụ dưỡng ấy, dưới 16 tuổi ấy, mình đóng tiền mình phụ cho con mình nữa, con mình dưới 16 tuổi nên là mình phải thêm vào đây. Nguyên Jin Min con nhé.
cái này các bạn không gọi điện được, đây là con bạn ở nước ngoài hay gì đấy mà mình không rõ thì mình cứ không điền vào đấy, cần thiết thì cái gì cần thiết đâu đấy. Nên mặt sự cho nên mặt chữ cho c dư mi nghĩa là các bạn đã điền vào đây rồi đấy. Ở đây là mình đa con mình đang ở nước ngoài đấy. Thôi tại mình không cần thiết mình cứ để đấy, cái dưới này thì các bạn không cần điền, các bạn ấn như điều cự siêu đua cho mình. Xong rồi tiếp theo đấy, nó đây này, chính là chỗ này là chỗ tiền này, ok này đấy, cái khoản này là rất chi là ok này đấy, mình thích nhất cái đoạn này này. Ừ, các bạn này đây là mình đã lấy lại 1 man rưỡi, có nhiều bạn 5 6 man hay là 7 man mà lấy lại thì có khi ăn chục man liền luôn. Đây là cái chỗ mình cần điền vào để mình lấy tiền này. Ê, mình thì cái mục này là mình điền là mình lấy mình chọn vào ngân hàng này hướng dẫn như chỗ ngoài như chỗ thôi mình lấy điện mình chọn ngoài như chỗ đi như chỗ sau tí nhé mình. Kyoto Inco ok si tên Ikeda Ikeda si tên, cái này là tên của cái chỗ mà si tên chỗ ngân hàng ấy nhé. Ok, tên của ngân hàng. Ngoài ra thì là cái này là các cái khác thì nếu mà số ngân hàng của bạn nó ghi như thế thì các bạn điền vào nhá. Đấy. Đấy, tiếp theo là mình chọn là phương trực nhá, rồi điền số tài khoản vào, số tài khoản của mình vào. Ok, đây là chỗ cái này là cái chỗ nhận tiền là quan trọng nhất, là các bạn điền chuẩn nó nhá, không là mất tiền đấy. Đó. Tiếp theo là địa chỉ của các bạn nhá, địa chỉ của mình. Ok. Nó bảo mình là cái thời điểm mà năm thứ ba tháng 1 năm thứ ba thì bạn có chuyển địa chỉ không? Bạn vẫn vẫn ở địa chỉ cũ không? Đúng. Không thì bạn phải đến thì mới nhá. Thì mình vẫn ở địa chỉ cũ, mình không thay đổi. Tiếp theo ở đây sau khi mình điền địa chỉ xong rồi thì nó sẽ cho mình cái địa chỉ này các bạn này. Đây, chính là đây này. Đấy. Đây chính là cái chỗ tab mình cần để gửi để cho mình các bạn gửi để gửi cái hồ sơ mình đang làm này lên cái chỗ Somuze này. Thì các bạn đánh vào cái trang Google của điện thoại được, máy tính được. Đấy là Somuze Omihachiman, đây để mình dừng ở đây mình đánh nhá, thì nó sẽ ra được cái địa chỉ để mình lên nộp nhá. Đây
Đấy, đây là chính là địa chỉ mà chỗ mình cần phải đi lộc về. Là cái địa chỉ tòa nhà mà chúng ta cần phải nộp nộp cái giấy tờ ấy, giấy tờ mà mình vừa làm đấy, mình lấy tiền đấy. Đấy, đây là chỉ của nó đây. Đấy, tiếp theo mình làm tiếp nhé. Ủa, ôi chết bà, mình đâu rồi? Ở đây. Đấy, tiếp theo là cái này là gì đây? Cái này không cần thiết, bỏ qua đây. Mango không thiết, các bạn ghi điền cái ngày đến năm thứ 4 ngày mình nộp hồ sơ nhá. Tháng 5, đây là mình điền này, thứ 6 19. Ok. Đó, các bạn điền ngày cái ngày của mình nộp hồ sơ ấy, cái này không cần thiết, cái là số của mình không có thôi. Mấy cái này không đi thì không đi. Chọn không đi luôn. Mấy cái khác không cần thiết. Đấy. Rồi, ok rồi. Đấy. Mãi xong, đây thì mình này, vợ mình này, mẹ mình này, cu con này, đấy. Đã điền được 4 ạ. Tổng đây về hết rồi. Đấy, các bạn kiểm tra lại sau cái bước đấy, mình các bạn kiểm tra lại cái mục này. Đã chuẩn chưa? Đó, trong các bạn hô dồn vào. Wow, các bạn chưa ghi nội được đây. Cái my number là mình không cần điện được. Vâng, tại đây thì chúng ta ấn vào chưa ghi rồi nó sẽ hiện ra cái bảng như vậy. Thì tiếp theo chúng ta ấn vào dòng download và in sát chữ rồi dòng dưới màu xanh ấy, các bạn ấn vào dòng này màu xanh này đó. Thì các bạn sẽ download file về và mang copy ra USB và mang ra Company In. Đó. Các bạn download về nhé. Sau khi mà tôi hướng dẫn các bạn làm cái thủ tục in tờ giấy khai báo hoàn thuế thu nhập cá nhân, rồi các bạn copy ra file PDF và cầm ra Company In, thì khi mà lên sở thuế hoặc là nộp qua bưu điện ấy, thì các bạn cần phải cần những cái giấy sau. Thứ nhất là giấy chứng nhận chuyển tiền này. Đấy, giấy chứng nhận chuyển tiền đây, nó ví dụ như thế này đấy nhá, có dấu có giấy các thứ đàng hoàng này, ngày tháng ở dưới này, nó hơi màu tí. Cái thứ hai là sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư, sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư các bạn nhé. Đấy, thì là bản tiếng Việt hoặc bản dịch, bản tiếng Việt và bản dịch nhé. Bản tiếng Việt là bản mình để nguyên, còn bản dịch là dịch tiếng Nhật cho người ta biết. Và các bạn photo cái thẻ gai hai mặt nhé, đen trắng màu được hết, cho vào phong bì. Hai là copy thẻ ngân hàng đấy, và cái tờ đơn kê khai đấy mới mẹ mà mình bảo các bạn là ra Company In đấy, đấy chính là cái tờ đấy. Thì các bạn làm theo mình, thì các bạn nộp lên cái địa chỉ mà sở thuế mà ở trong cái phần mục lúc ấy mình hướng dẫn các bạn đấy. Thì các bạn gửi đến đấy là trong vòng tầm 2 tuần thôi là các bạn có tiền vào tài khoản, bong bong. Đấy, chúc các bạn thành công và hẹn các bạn vào video sau. Mong các bạn xem video của mình, cho mình xin một like và chia sẻ kênh cho nhiều bạn không biết để lấy được những khoản tiền mà
Những năm trước các bạn này đã đóng, nó tuy không được nhiều nhưng mà 3 man, 5 man rồi thì 10 man là cũng là cả vấn đề, các bạn có thể sinh sống được 1-2 tháng tiền nhà đấy. Rồi, chào các bạn và các bạn vào video gần nhất. Chúc các bạn thành công.